Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 19. Ở cuối tập trước, sau khi tiên ma phân thân tới gần, đó là cảm nhận được này phi thuyền phía trên truyền đến cường đại uy áp. Phi thuyền chậm rãi ngừng, vô số thân ảnh từ phi thuyền phía trên lược ra, giữa không trung thượng vạn thân ảnh, chỉnh chỉnh tề tề. Rồi sau đó ở đông đảo thân ảnh giữa, Tiêu Viêm mới vừa rồi thấy được lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong đó một cái Tiêu Viêm không quen biết, nhưng một thân kim giáp Tiêu Viêm đã có thể ký ức khắc sâu. Rốt cuộc Hồng Mông Tinh một trận chiến, Tiêu Viêm rõ ràng nhớ rõ Kim Thiên Long thân ảnh cùng bộ dáng. Tiêu Viêm đôi mắt cũng là chợt co rụt lại, thật sự không nghĩ tới, vừa mới diệt sát Bạch Tinh Vũ, tại như vậy đoạn thời gian, Kim Thiên Long lần thứ hai mà đến. Cơ hồ không có cấp Tiêu Viêm thở dốc cơ hội, lần thứ hai là làm Tiêu Viêm đối mặt so Bạch Tinh Vũ không biết cường đại nhiều ít địch nhân. Tiên ma phân thân nếu là hoàn toàn khôi phục, Tiêu Viêm nhưng thật ra không sợ, nhưng hôm nay Kim Thiên Long tiến đến. Chỉ sợ mặc dù thi triển nắn mệnh chi thuật, cũng chưa chắc sẽ là này đối thủ, bởi vì cụ Tiêu Viêm từ đấu thần liên minh được đến tin tức, Kim Thiên Long thực lực. Sớm tại thật lâu trước kia, đó là đạt tới thất tinh đấu thần đỉnh, đến nỗi hiện giờ có hay không đột phá, Tiêu Viêm không biết. Theo Tiêu Viêm đối phó địch nhân càng ngày càng nhiều, cùng với hắn tự thân cũng bước vào năm sao đấu thần lúc sau, đối với nội tình đó là có càng thêm khắc sâu lý giải. Năm sao đấu thần là một cái đường ranh giới, càng lên cao, đột phá yêu cầu nguyên khí nội tình liền càng thêm khổng lồ. Phía trước đối phó Bạch Tinh Vũ là thất tinh đấu thần trung kỳ, này nguyên khí nội tình đó là đạt tới 4.000 vạn, mà Kim Thiên Long ở hồi lâu đó là đạt tới thất tinh đấu thần đỉnh. Mà thất tinh đấu thần đỉnh tuy rằng cùng trung kỳ nghe tới khác biệt không lớn, đều là thất tinh đấu thần, kỳ thật thượng hai bên sở kém nguyên khí nội tình đã là phiên bội nhiều. Muốn đột phá thất tinh đấu thần đỉnh thấp nhất tiêu chuẩn nguyên khí nội tình cũng yêu cầu bảng bạc 8.000 vạn, suốt phiên gấp đôi nhiều. Bởi vậy Kim Thiên Long ở đấu thần liên minh đông đảo điện hạ giữa, vì sao sẽ là nghiền áp chi thế, từ nguyên khí nội tình thượng trên lệch đó là liếc mắt một cái sáng tỏ. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, nay chiến chỉ sợ là không thể tránh được, Tiêu Viêm không thể lui bước, bởi vì phía sau là toàn bộ đấu đế đại lục, là hắn ra. Vô luận địch nhân có bao nhiêu cường đại, Tiêu Viêm cũng cần thiết muốn thể sống chết bảo hộ. Giữa không trung, Tiêu Viêm cùng Kim Thiên Long ánh mắt va chạm ở cùng nhau, người sau trên người tản ra một loại mạc xanh cao quý cảm, mặt mày ngả ngớn, phảng phất coi rẻ chúng sinh muôn nghìn. Ngươi lại đây. Kim Thiên Long đem Tiêu Viêm tiên ma phân thân giữa này giới trống không giới chủ, đó là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khoanh tay mà đứng, hắn có lẽ không có Kim Thiên Long trên người loại này cao quý ngạo thế cảm, nhưng Tiêu Viêm trên người cũng tản ra một cổ tương đương bá đạo khí thế. Chẳng qua này cổ khí thế Tiêu Viêm thường xuyên đem này che giấu, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm không có che giấu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Thiên Long. Mà càng là bình tĩnh ánh mắt, càng là đột hiện Tiêu Viêm bá đạo khí thế, đối mặt Kim Thiên Long, chúng sinh đều sẽ cúi đầu, nhưng Tiêu Viêm không có. Liền như vậy nhìn hắn, Kim Thiên Long tức khắc mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Ngươi hẳn là đó là này phiến giới trống không người thủ hộ đi, nghe lời một ít, nhưng tha các ngươi này đó tiện dân một cái tánh mạng. Kim Thiên Long lần thứ hai trầm giọng mở miệng, tiếp tục miệt thị chúng sinh. Ngươi tính cái thứ gì, theo ý ta tới, ngươi Kim Thiên Long mới là một cái tiện mệnh. Dừng một chút lúc sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, mắng hắn có thể. Nhưng muốn mắng hắn phía sau đấu đế đại lục thượng vô số sinh linh, Tiêu Viêm đã có thể không muốn. Tiêu Viêm trên người khí thế cũng là ầm ầm bùng nổ, không có nguyên khí dao động, nhưng thân thể thượng sở phát ra cường đại dao động, cũng là cực kỳ bất phàm. Mà nhất lệnh Kim Thiên Long cả kinh chính là, Tiêu Viêm trực tiếp kêu ra tên của hắn, tuy rằng hắn tên húy ở toàn bộ thần hy thế giới giữa, cũng coi như là một cái danh nhân, nhưng dám thẳng hô này tên họ, tại hạ chờ giới không bên trong, đảo vẫn là lần đầu. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Kim Thiên Long cảm thụ Tiêu Viêm trên người loáng thoáng phát ra cường đại hơi thở, trong mắt cũng là hiện lên một mặt cẩn thận. Tên của ta, ngươi còn không xứng biết được. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng. Kim Thiên Long nghe vậy dừng một chút lúc sau, đó là khịt mũi cười, rồi sau đó cường đại uy áp đó là hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đến. Thú vị, lần đầu tiên tại hạ chờ giới không gặp được như thế của ngạo hạng người, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đến tục cùng có bao nhiêu tư bản, dám cùng lão tử như vậy nói chuyện. Kim Thiên Long tiếng nói vừa dứt, nay 8.000 vạn nguyên khí nội tình sở phát ra uy áp đó là hướng tới Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Cường đại uy áp hạ, toàn bộ không gian phảng phất đều là vì này trầm xuống. Rốt cuộc đây là hạ đẳng giới không, một khi bùng nổ chiến đấu, liền có gặp phải hỏng mất chi hiểm. Tuy rằng giới uổng có tự lành năng lực, nhưng chính là Tiêu Viêm cùng Bạch Tinh Vũ bùng nổ chiến đấu, sẽ rách thành hỏng mất hư không đều còn không có hoàn toàn chữa trị. Khi thì xuất hiện không gian gió lốc, đến nỗi đấu khí đại giới, hỏng mất diện tích lớn hơn nữa, giới không yêu cầu chữa trị thời gian cũng sẽ cực dài. Đối với đấu đế đại lục tới nói, Tiêu Viêm diệt sát Bạch Tinh Vũ đồng thời, Bạch Tinh Vũ trên người sở ẩn chứa bàng bạc thần chi nguyên khí, đem toàn bộ dung nhập đấu đế đại lục giữa, tuy rằng không gian rách nát, nhưng đồng thời đấu đế đại lục cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tạo hóa. Bạch Tinh Vũ 4.000 vạn thần chi nguyên khí cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Trình độ nhất định thượng cũng là đại đại tăng lên giới trống không nội tình, đương nhiên, đổi lấy còn lại là không gian thượng rách nát.
Nhưng trước mặt cái này địch nhân, Sao Bạch Tinh Vũ còn muốn càng cường đại hơn, ở đấu đế đại lục bùng nổ chiến đấu. Nhẹ thì không gian hỏng mất, nặng thì toàn bộ giới không hủy diệt đều không phải là không có khả năng. Không biết Kim Quá Hơi Minh Chủ hiện giờ nhưng thức tỉnh. Đối mặt Kim Thiên Long cường đại nguyên khí uy áp, Tiêu Viêm sắc mặt không có chút nào biến hóa, rốt cuộc tiên ma lão tổ khối này thân thể đã từng chính là đạt tới bất hủ chi cảnh, hiện giờ tuy rằng thực lực ngã xuống, nhưng bản thân căn cơ còn ở. Áp lực tự nhiên là có, nhưng ít ra sẽ không cấp Tiêu Viêm tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Càng sẽ không xuất hiện nguyên khí uy áp là có thể nghiền áp cục diện, Tiêu Viêm thân hình như cũ thẳng tắp, hơn nữa chậm rãi mở miệng. Ngươi chờ con kiến, Kim Quá Hơi Minh Chủ đại danh ngươi cũng xứng nói. Kim Thiên Long tức giận không ngừng dâng lên, nhưng Tiêu Viêm biểu hiện cùng lời nói, còn lại là làm Kim Thiên Long nội tâm cũng xuất hiện một tia khẩn trương. Bởi vì Tiêu Viêm tựa hồ biết được quá nhiều, mà ở Kim Thiên Long trong lòng đối Tiêu Viêm tiến hành phân tích suy đoán là lúc, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng. Các ngươi minh chủ cũng không dám xưng ta vì con kiến, xem ra ngươi sau Kim Quá Hơi Minh Chủ địa vị còn muốn càng cao một phần. Tiêu Viêm cười nói, Kim Thiên Long nghe vậy tức khắc biến sắc. Miệng lưỡi như hoàng, hay là, ngươi đó là tôn thượng chuyển thế. Kim Thiên Long tức khắc nổi giận nói, nhìn Tiêu Viêm một tịch áo đen, nhưng không có nhìn đến thân phụ cự thước, hơn nữa bộ dáng thượng thoạt nhìn cũng không giống tượng, này lệnh Kim Thiên Long tâm sinh nghi hoặc. Đảo cũng bị ngươi đoán trúng. Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhẹ nhàng cười, tiếng nói vừa dứt, Kim Thiên Long tức khắc sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt tức khắc sát khí nổi lên bốn phía. La Thiên đã chết, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Cũng không ước lượng, chính mình mấy cân mấy lượng. Tiêu Viêm tiếp tục tát pháo, hắn ở kéo dài thời gian, chỉ có thể dùng loại này lời nói, mới có thể đem này bám trụ một vài, vì bản tôn luyện đan kéo dài thời gian. Một trận chiến này vô luận có không thắng lợi, chỉ bằng vào tiên ma phân thân lực lượng là tuyệt đối vô pháp chống lại, chỉ có thi triển nắn mệnh chi thuật. Có lẽ mới vừa có cùng Kim Thiên Long một trận chiến tư cách, đương nhiên, tư cách này cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì hai bên thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Xem ra ngươi biết được thật không ít a, nhưng cũng vô dụng, này cũng không thể đại biểu ngươi có được thực lực đối phó ta, theo ý ta tới, ngươi vô nghĩa có chút nhiều, là đang chột dạ sao? Ở xa Kim Thiên Long tâm tính nhất định vẫn là không bình thường, mặc dù Tiêu Viêm trên người không có bất luận cái gì tứ chi biểu tình sơ hở. Kim Thiên Long cũng không có bởi vì Tiêu Viêm lời nói mà có chút sợ hãi. Kim Thiên Long bước chân chậm rãi bán ra, trong mắt hắn tức khắc lộ ra một mặt tà nhẫn sắc, chân đạp hư không, tiếp theo nháy mắt thân hình đó là thình lình biến mất. Tiếp theo nháy mắt, đó là xuất hiện ở tiên ma phân thân đỉnh đầu phía trên, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, dung túng tiên ma phân thân giờ phút này trạng thái cực kém. Nhưng không có cách nào, Kim Thiên Long có thể lâu cư đại điện hạ vị trí cùng với ở đấu thần liên minh bên trong có như vậy uy vọng, này tâm trí tự nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm nói, hắn chỉ tin một nửa, còn có một nửa, hắn liền sẽ dùng nắm tay tới nghiệm chứng. Nếu Tiêu Viêm thật sự có được cùng Kim Quá Hơi địch nổi thực lực, như vậy chỉ sợ hôm nay liền tính bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có một loại khả năng, Tiêu Viêm là ở cố ý kéo dài thời gian, bởi vậy Kim Thiên Long lựa chọn trực tiếp ra tay. 8.000 vạn nguyên khí nội tình cuồn cuộn mà khổng lồ, nội tình lực lượng ở Kim Thiên Long trên người ầm ầm bùng nổ, không có bất luận cái gì do dự, một quyền trực tiếp oanh ra. Tiêu Viêm không có tránh né, cũng vô pháp tránh né, này tốc độ cực nhanh không nói, cường đại nguyên khí uy áp vẫn là sẽ đối Tiêu Viêm tốc độ có điều ảnh hưởng. Tiên ma phân thân trong cơ thể diệt hư thiên lôi, 11 điều lôi mạch bên trong lôi đình chi lực tức khắc tràn ngập ở Tiêu Viêm nắm tay phía trên, còn chưa ra quyền. Trong cơ thể khí huyết đã ở cuồn cuộn, Tiêu Viêm không dám có điều giữ lại, cần thiết thì triển ra tiên ma phân thân hiện giờ có thể dùng ra toàn bộ lực lượng. Một ngụm máu tươi đã tràn ngập ở Tiêu Viêm khoang miệng bên trong, ở Tiêu Viêm cường đại ý chí lực hạ, Tiêu Viêm sinh sôi đem này khẩu máu tươi cấp nuốt đi xuống. Nếu làm Kim Thiên Long thấy Tiêu Viêm chưa chiến liền trực tiếp phun huyết, phòng trường liền một chút thời gian cũng chưa biện pháp kéo dài. Tiêu Viêm chỉ có thể căng ra đầu, một quyền oanh ra, nắm tay phía trên diệt hư thiên lôi điên cuồng đan chéo, tức khắc gian đó là cùng Kim Thiên Long nắm tay đối kháng ở cùng nhau. Ầm vang một tiếng, đó là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, Tiêu Viêm nắm tay phía trên diệt hư thiên lôi nổ vang. Ngạnh sinh sinh cùng Kim Thiên Long đối kháng ở cùng nhau, hai người trong lúc nhất thời đều không có bất luận cái gì thoái nhượng. Tiêu Viêm biết được thân thể chống đỡ không được bao lâu, nắm tay phía trên diệt hư thiên lôi trực tiếp nổ tung, tức khắc gian bộc phát ra cường đại uy lực. Hai người thân hình ở diệt hư thiên lôi nổ mạnh bên trong lẫn nhau đảo bắn mở ra, về phía sau đảo bắn hai người. Đều là phi thường vững vàng dừng lại, Kim Thiên Long nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt, tức khắc lộ ra một mặt tinh quang. Hảo cường lực lượng cơ thể, nói vậy Bạch Tinh Vũ kia ngu xuẩn, chính là như vậy thua tại trong tay của ngươi đi. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Viêm không tỏ ý kiến nhún vai, giờ phút này Tiêu Viêm cường trống trong cơ thể rời non lấp biển khí huyết. Mới vừa rồi kia một quyền, đã là tiên ma phân thân hiện giờ có thể thi triển toàn lực. Mà hiện tại tiên ma phân thân trạng thái quả quyết huy không ra đệ nhị quyền, mặc dù bản tôn thi triển nắn mệnh chi thuật cũng đem không thay đổi được gì. Bất quá vì sao ta có thể cảm giác được đến ngươi khí huyết tràn ra, trong cơ thể hơi thở tương đương nhiễu loạn, hay là cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến, hắn tuy rằng chiến bại,
cũng đem ngươi đánh thành trọng thương. Kim Thiên Long tiếp tục nói, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, dáng người như cũ thẳng tắp, cứ việc Kim Thiên Long có một nửa đoán đúng rồi. Hắn giờ phút này khí huyết như loạn, nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không liền như vậy thừa nhận. Mới vừa rồi kia một quyền ngươi cho rằng ta là trang vẫn là cường căng. Ngươi muốn đánh ta bồi ngươi chơi chơi đó là. Tiêu Viêm không có một tia hoảng loạn, Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm, chợt trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Đúng không, chính hợp ý ta cũng tưởng biết được, ngươi may mắn có thể từ Hồng Mông Tinh sống sót. Tham sống sợ chết thời gian dài như vậy, đến tột cùng trưởng thành đến mức nào, ngươi nếu là đem ta đánh chết, ta cũng cam tâm. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm đó là biết được, Kim Thiên Long cũng không phải là một cái thiện tra, hoàn toàn chưa từng có chút sợ hãi không nói, lại còn có thập phần thích chiến. Kim Thiên Long 8.000 vạn nguyên khí nội tình có thể nói là việc nhân đức không nhường ai. Nếu là tiên ma phân thân cường thịnh trạng thái, lấy Diệt Hư Thiên Lôi cùng bản tôn dung hợp sau, đảo cũng không sợ Kim Thiên Long. Nhưng trước mắt địch nhân đến lâm quá nhanh, ở hơn nữa tiên ma phân thân thương thế cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Tiêu Viêm trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, lần này Kim Thiên Long lấy thực lực của hắn, chỉ sợ là ngăn không được. Nhưng Tiêu Viêm ánh mắt một mảnh kiên nghị, hắn sẽ không lựa chọn thoát đi, bởi vì phía sau là Đấu Đế Đại Lục. Điểm này Kim Thiên Long bọn họ ở tiến đến phía trước, phòng trừng đã thăm dò hắn bối cảnh xuất xứ, cho nên kết luận Tiêu Viêm sẽ không rời đi. Mà Tiêu Viêm trong lòng cũng làm ra quyết định, địch nhân đến đột nhiên, hơn nữa tiến đến chính là Kim Thiên Long, Tiêu Viêm liền tính trưởng thành tốc độ đã thực mau. Nhưng địch nhân lại một cái sau một cái cường đại, dù cho là tôn thượng chuyển thế, Tiêu Viêm cũng là khó có thể ngăn cản. Hiện giờ không còn hắn pháp, chỉ có tử chiến. Kim Thiên Long thân ảnh gào thét mà ra, lần thứ hai là lôi cuốn bàng bạc nguyên khí nội tình hướng tới Tiêu Viêm chút xuống mà đến, nắm tay như mưa rào giống nhau hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Lúc này đây, Tiêu Viêm muốn đánh trả, nhưng thân thể đã không cho phép, mặc dù có được Diệt Hư Thiên Lôi, cũng là không làm nên chuyện gì. Tiêu Viêm dùng hết toàn lực né tránh, khả năng tránh né rốt cuộc vẫn là cực nhỏ bộ phận. Kim Thiên Long lực lượng cường đại bạo oanh ở tiên ma phân thân trên người, tức khắc gian, Tiêu Viêm biến thành đơn phương bị đánh. Lùi lại gian, một mồm to máu tươi phun ra, nhưng tiên ma phân thân căn cơ rốt cuộc vẫn là thập phần cường đại, thân thể thừa nhận rồi cường đại công kích sau. Toàn thân trên dưới cốt cách đều không có một cây đứt gãy, tuy rằng không có biện pháp công kích, nhưng này kháng tấu sức chịu đựng lại là thập phần kinh người. Kim Thiên Long ngưng tụ lực lượng, đối mặt không hoàn thủ Tiêu Viêm, hắn chau mày, không biết Tiêu Viêm đang làm cái quỷ gì, ngược lại là làm Kim Thiên Long tâm sinh nghi lự, sợ bị Tiêu Viêm cấp tính kế. Xúc lực một quyền, đem tiên ma phân thân trực tiếp đánh lui mấy trăm trượng, Tiêu Viêm mới là ổn định thân hình, rồi sau đó ở Kim Thiên Long nhìn chăm chú hạ. Câu lũ thân thể chậm rãi thẳng tắp, lần thứ hai là mới vừa rồi như vậy thẳng tắp thân ảnh, dáng dấp như vậy, phảng phất liền ở miệt thị Kim Thiên Long lực lượng giống nhau. Đại điện hạ liền điểm này lực lượng sao, nếu là như thế, còn chưa đủ cho ta cào ngứa. Tiêu Viêm lau đi khóe miệng bên máu tươi, lộ ra một cái tương đương thấm người mỉm cười, ánh mắt dị thường bình tĩnh nhìn về phía Kim Thiên Long. Kim Thiên Long nghe vậy, năm ngón tay buộc chặt thành quyền, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt sát ý tiệm khởi. Nhưng Tiêu Viêm càng là lấy phương thức này chọc giận hắn, Kim Thiên Long trong lòng cảm giác bất an càng là mãnh liệt. Tiêu Viêm lấy loại này thoạt nhìn hình như là xem thường hắn phương thức, đối mặt này công kích, không có bất luận cái gì đánh trả. Cái này làm cho Kim Thiên Long thập phần khó hiểu, nhưng Tiêu Viêm lực lượng cơ thể chính là chân thật cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì mới vừa rồi hắn mưa rào giống nhau nắm tay, nếu là tất cả oanh ở một cái đấu thần trên người, cũng quả quyết không có khả năng bình yên vô sự. Nhưng Kim Thiên Long ở công kích Tiêu Viêm thời điểm, hắn phảng phất mới vừa tiến chính mình nắm tay thật giống như đập ở kia vạn phần cứng rắn tảng lớn chấn kim phía trên giống nhau. Nhìn Tiêu Viêm, Kim Thiên Long ánh mắt dần dần híp lại, buộc chặt nắm tay không có buông ra. Mà là nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đến tụ cùng ở giả thần giả quỷ cái gì. Nói xong, Kim Thiên Long trong tay đó là quang mang chợt lóe, một thanh màu xanh lơ quan đao đó là ngưng tụ nơi tay trưởng bên trong. Thần chi nguyên khí ở màu xanh lơ quan đao thượng xoay quanh số chu sau, đó là bộc phát ra một loại cường đại cảm giác áp bách. Tiêu Viêm cũng là giơ tay, ánh mắt ngưng trọng, Kim Thiên Long đã là tay để quan đao, hướng tới hắn cấp tốc gào thét mà đến. Quan đao phía trên ẩn chứa cực đoan bá đạo lực lượng, nếu muốn bằng tiên ma phân thân thân thể khiêng hạ hắn này một đao, chỉ sợ không bị thương là không có khả năng. Kim Thiên Long quan đao cắt qua hư không, toàn bộ không gian phảng phất tựa như một tầng giấy giống nhau, bị sinh sôi cắt ra. Kim Thiên Long càng là bộc phát ra gầm lên giận dữ, đó là múa may trong tay quan đao, cùng với thâm hậu 8.000 vạn nguyên khí nội tình, hướng tới Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Quan đao chớp mắt đó là tới gần, khoảng cách Tiêu Viêm không đến 10 trượng là lúc, một đạo ánh lửa từ nơi xa bạo lực mà đến. Lập tức đó là lực vào Tiêu Viêm bàn tay giữa, quan đao rơi xuống hết sức, Tiêu Viêm đột nhiên giơ tay vung lên. Hỏa tinh văng khắp nơi. Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở thời khắc mấu chốt kịp thời lực tới, ngăn cản hạ Kim Thiên Long này một kích, nhưng cũng gần chặn lại quan đao sắc bén công kích. Nhưng lực lượng lại không có biện pháp chống lại, Bát Hoang Huyền Trọng Xích thật mạnh chụp ở ngực thượng, Tiêu Viêm thân hình từ giữa không trung trực tiếp thẳng tắp ngã xuống. Oanh một tiếng, trực tiếp đánh vào ngọn núi phía trên, trong khoảnh khắc liền đem ngọn núi xuyên thủng mặt bình.
Kim Thiên Long thân hình tiếp tục lực ra, trong tay quan đao điên cuồng chém ra, tiên ma phân thân lực lượng cơ thể cường đại nữa, khá vậy kề bên cực hạn, thế cho nên cuối cùng Tiêu Viêm treo không thời điểm. Nhưng cũng không có biện pháp thẳng tắp chiến lực, hai tay gục xuống, tuy rằng cốt cách không có đoạn, nhưng hai tay chật khớp, đôi tay năm ngón tay đều là biến hình. Tiêu Viêm từng bước đem biến hình ngón tay một lần nữa bó xương vặn thẳng, chật vật thân hình, trên mặt như cũ lộ ra lệnh người nắm lấy không ra tươi cười. Mà tiên ma phân thân kéo dài này đó thời gian, cư nguyên tay không trung Bạch Tinh Vũ Ngọc Giản hoàn toàn cắt thành hai nửa. Giờ phút này hắn hơi kinh hãi, hiện tại hắn mới hiểu được, Tiêu Viêm ở kéo dài cái gì, Bạch Tinh Vũ cho đến giờ phút này mới vừa rồi chân chính ngã xuống. Ở độc lập không gian giữa, Tiêu Viêm bản tôn trước mặt tam sắc ngọn lửa, Bạch Tinh Vũ linh hồn đã hoàn toàn bị luyện hóa. Một quả khéo đưa đẩy đan dược xuất hiện ở ngọn lửa giữa, Tiêu Viêm không có do dự, lập tức để vào hôn mê Tiêu Vô Thiên trong miệng, rồi sau đó đó là đứng dậy. Đinh Duyệt, chăm sóc hảo hắn, nay chiến không biết có thể hay không căng quá khứ, nếu ta ngã xuống, ngươi liền đãi ở chỗ này, bọn họ hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái, bởi vì bọn họ mục tiêu chính là ta mà thôi. Tiêu Viêm chậm rãi nói xong, bản tôn thân hình vừa động đó là biến mất ở này phiến độc lập không gian giữa. Nay chiến không có đường lui, bản tôn trốn ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, luyện xong chữa trị linh hồn đan dược, kế tiếp liền tính chết trận, Tiêu Viêm trong lòng cũng sẽ không có tiếc nuối. Bản tôn đạp không mà đến, mà Kim Thiên Long thấy Tiêu Viêm bản tôn thân ảnh sau, hắn mới hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai đây mới là tôn thượng chân chính chuyển thế, ta liền nói sao, liền tính ngươi thiên phú ở cường đại, cũng không có khả năng có được như thế khủng bố thân thể, năm sao đấu thần sao. Này còn kém không nhiều lắm sao? Kim Thiên Long tức khắc ha ha cười, trên mặt đó là lộ ra hài hước. Ngươi kéo dài lâu như vậy thời gian, hay là chính là chờ hắn tới? Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm tiên ma phân thân, hiển nhiên hắn còn không có ý thức được, tiên ma phân thân chính là Tiêu Viêm phân thân. Tiêu Viêm vô dụng nắn mệnh chi thuật, bởi vì mặc dù dung hợp, tiên ma phân thân đã không có nhiều ít lực lượng, Tiêu Viêm ánh mắt một hoành. Trong tay tam sắc ngọn lửa hiện lên mà ra, nếu hắn thân chết, đấu đế đại lục chỉ sợ cũng trốn không thoát này ma chảo, chi bằng liều chết một bác. Ba loại hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực ở Tiêu Viêm trong tay đan chéo, thập tuyệt yêu viêm dư lại không nhiều lắm nguyên khí cũng là tất cả bùng nổ, điên cuồng dũng mãnh vào ngọn lửa giữa. Tiêu Viêm thủ pháp biến ảo, hắn muốn ngưng tụ ra một đóa từ ba cái hỏa diễm chi tâm đan chéo mà thành Phật lửa dẫn liên, đây là Tiêu Viêm trước mắt mạnh nhất át chủ bài. Đến nỗi có thể hay không tiêu diệt Kim Thiên Long không biết, nhưng vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể như thế buông tay một bác. Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm trước người ngọn lửa, tức khắc mày nhăn lại, hắn là một cái cẩn thận người. Bởi vậy ở Tiêu Viêm trong tay cường đại hơi thở bùng nổ một cái chớp mắt, Kim Thiên Long đó là dẫn theo quan đao hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đến. Lúc này, tiên ma phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra này thân thể thượng toàn bộ lực lượng, Diệt Hư Thiên Lôi cũng là đem hết toàn lực phóng thích lực lượng của chính mình. Nhưng nó cũng chỉ có thể là phụ tá, nề hà tiên ma phân thân thân thể thương thế quá nặng, Diệt Hư Thiên Lôi hữu lực cũng vô pháp thi triển. Kim Thiên Long một đao bổ tới, tiên ma phân thân nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đem này chặn lại. Vang khắp nơi hỏa tinh trung, lần thứ hai đảo bắn mà ra, đem toàn bộ mặt đất tạp ra một cái thật lớn thiên hố, bụi mù tràn ngập. Lúc này đây, tiên ma phân thân thật là ngay cả đều không đứng lên nổi, cùng Bạch Tinh Vũ một trận chiến đã tiêu hao thật lớn, vốn dĩ lấy tiên ma phân thân hiện giờ trạng thái, căn bản không có biện pháp tham dự chiến đấu, nề hà như vậy chiến đấu, nếu tiên ma phân thân không ra tay, chỉ sợ Tiêu Viêm liền Bạch Tinh Vũ đều đánh không lại. Đồng dạng đổi lấy còn lại là tiên ma phân thân càng trọng thương thế, nếu là ngày sau muốn khôi phục lên, chỉ sợ cũng càng thêm cố hết sức. Này đó đều là lời phía sau, bởi vì trước mắt địch nhân Tiêu Viêm không có biện pháp chống lại, giấu tay bay nhanh biến ảo. Tam sắc ngọn lửa lượn lờ ở Tiêu Viêm ngón tay phía trên, ngọn lửa đan chéo, một đóa tam sắc hỏa liên lấy cực nhanh tốc độ dựng dục mà ra. Tức khắc gian, đó là có thể cảm nhận được này đóa hỏa liên phía trên tản ra tràn ngập cực đoan hủy diệt tính uy lực, lệnh Kim Thiên Long đôi mắt đều là chợt co rụt lại. Xem ra, ngươi tính toán cùng ta ngọc nát đá tan a, chỉ sợ này đấu đế đại lục cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Kim Thiên Long ánh mắt hơi ngưng, lẩm bẩm mở miệng, giờ phút này hắn còn không quên thẳng đánh Tiêu Viêm sâu trong nội tâm. Thân thủ hủy diệt sinh ngươi giữa ngươi giới không, đến tột cùng nội tâm là một loại cái dạng gì cảm thụ, ngươi nói, nó sẽ khóc sao? Kim Thiên Long thanh âm lần thứ hai chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm bản tôn đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hung ác như máu lạnh ma thú giống nhau, bàn tay run nhẹ nhẹ, Tiêu Viêm nội tâm giờ phút này càng là lâm vào dãy dụa giữa. Tiêu Viêm đang hỏi chính mình, thật sự tới loại này tuyệt vọng nông nỗi sao? Mà chính hắn cũng rất rõ ràng, ba loại hỏa diễm chi tâm đan chéo mà thành Phật lửa dẫn liên, uy lực của nó sớm đã xác minh quá. Lấy hiện giờ Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng rất khó ngăn cản, hiện giờ chỉ có Phật lửa dẫn liên mới vừa có lực lượng như vậy có thể cùng Kim Thiên Long chống lại. 8.000 vạn nguyên khí nội tình, đây là kiểu gì khủng bố? Chính yếu hiện tại Tiêu Viêm bản tôn thực lực mặc dù đã bằng mau tốc độ trưởng thành, nhưng đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, cho đến đi tới Tiêu Viêm căn bản vô pháp đối kháng nông nỗi. Thất tinh đấu thần đỉnh, 8.000 vạn nguyên khí nội tình, mà phía trước Bạch Tinh Vũ thất tinh đấu thần trung kỳ,
4.000 vạn nguyên khí nội tình. Nhưng thật ra còn có thể bằng vào Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng với tiên ma phân thân, đem này chém giết. Trận chiến ấy, Thập Tuyệt Yêu Viêm sở ẩn chứa nguyên khí, cũng là bị đại lượng tiêu hao, khổng lồ nguyên khí nội tình còn không có tới bổ sung. Kim Thiên Long đó là đuổi sát mà đến, tuyệt đối thực lực trực tiếp nghiền áp Tiêu Viêm, không có bất luận cái gì trì hoãn. Tiêu Viêm nếu không trực tiếp thi triển Phật Lửa Dẫn Liên, chỉ sợ một khi đánh lên tới, liền một tia đánh trả cơ hội đều không có, nháy mắt liền sẽ bị mặt sát. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Này nhất chiêu hủy diệt chính là toàn bộ giới không, nhưng ta dám cam đoan, ngươi nếu là muốn ngọc nát đá tan, chỉ sợ cũng sẽ làm ngươi thất vọng rồi, ta nhất định sẽ không chết, không tin ngươi thử một lần. Kim Thiên Long mượn này hoàn toàn áp chế Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn cùng Tiêu Viêm bảo trì khoảng cách nhất định. Rốt cuộc cảm thụ được Tiêu Viêm trong tay tản ra cường đại hơi thở Phật Lửa Dẫn Liên, mặc dù là hắn cũng không dám ngạnh kháng. Mục tiêu của ngươi là giết ta sao? Tiêu Viêm trong mắt lập lòe quang mang. Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm chậm rãi gật gật đầu. Hảo, ta có thể chết, nhưng từ nay về sau các ngươi không thể động này phiến giới không một chút ít. Tiêu Viêm trung quy vẫn là mềm lòng, nếu bởi vì hắn này một cái Phật Lửa Dẫn Liên mà sát toàn bộ Đấu Đế Đại Lục muôn vàn sinh linh, chỉ là vì hắn đều không thể xác định có thể hay không mà sát Kim Thiên Long một kích. Tiêu Viêm do dự. Từ đầu chí cuối, Tiêu Viêm như cũ vô pháp thoát ly nhân tính, chỉ có thần mới có thể nhìn thấu thế gian hết thảy sinh tử cảm tình. Nhưng Tiêu Viêm làm không được, nơi này có quá nhiều ký ức, cũng có quá nhiều thân nhân bằng hữu, Tiêu Viêm làm không được không màng tất cả. Tiêu Viêm lời nói cũng là làm Kim Thiên Long nao nao, giọng nói rơi xuống lúc sau, Tiêu Viêm trong tay Phật Lửa Dẫn Liên đó là ở hắn một ngụm bạch khí thổi ra khi, chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo nháy mắt, Kim Thiên Long cường đại uy áp đó là hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến, càng là phát ra cuồng tiếu tiếng động, thú vị. Hảo một cái tôn thượng chuyển thế. Không nghĩ tới như thế trọng tình trọng nghĩa, nếu là vứt bỏ không được phàm trần, liền tính ta hôm nay không giết ngươi, cảm tình trước sau cũng sẽ trở thành ngươi uy hiếp, chung quy khó thành đại sự. Đây là ta lựa chọn, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Viêm nói, Kim Thiên Long nghe vậy lần thứ hai khịt mũi cười. Ta có đáp ứng ngươi sao? Kim Thiên Long dừng một chút, đó là dùng cực đoan miệt thị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, khóe miệng giơ lên, mang theo nồng đậm khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy tức khắc ánh mắt âm trầm xuống dưới. Lập tức đó là chuẩn bị lần thứ hai giơ tay, ngưng tụ Phật Lửa Dẫn Liên. Nếu vô luận hắn sống hay chết đều thay đổi không được Đấu Đế Đại Lục vận mệnh, như vậy đơn giản Tiêu Viêm không bằng liều chết một bác. Nhưng Kim Thiên Long tự nhiên sẽ không tự cấp Tiêu Viêm ngưng tụ Phật Lửa Dẫn Liên cơ hội, cường đại uy áp phóng thích mà đến, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là chợt co rụt lại. Không hề do dự lập tức thi triển Nắn Mệnh chi lực, cùng đã gần như đạt tới cực hạn tiên ma phân thân hòa hợp nhất thể, ít nhất ở uy áp thượng có thể kháng xuống dưới. Nhưng cảm thụ được thân thể thượng truyền đến suy yếu cảm, Tiêu Viêm liền biết trận chiến đấu này, hắn liền chiến đấu tư cách đều không có, còn không có ra tay, đó là đã đặt trận chiến đấu này kết cục. Kim Thiên Long tốc độ thực mau, chớp mắt đó là đi tới Tiêu Viêm trước mặt, trong tay quan đao lần thứ hai cô đọng khổng lồ nguyên khí nội tình gào thét mà ra. Tiêu Viêm bộc phát ra giờ phút này chính mình sở hữu lực lượng, mặc dù không địch lại cũng chỉ có một trận chiến. Bạch Diễm Chi Tức. Tổng cộng 3 đạo Bạch Diễm Chi Tức, Tiêu Viêm đã dùng quá một đạo, hiện giờ lần thứ hai sử dụng sau. 3 đạo liền chỉ còn lại có một đạo, như vậy át chủ bài nếu là lại không thi triển, lưu trữ cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Oanh một tiếng, tự Tiêu Viêm thân thể vì trung tâm, màu trắng ngọn lửa nháy mắt từ Tiêu Viêm trên người khuếch tán mở ra. Trong mắt quang thay phiên chuyển, Bạch Diễm cường đại lực khống chế hướng tới Kim Thiên Long bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, Kim Thiên Long thân hình đó là bỗng nhiên cứng lại, Bạch Diễm chi tức chính là bộc phát ra Bạch Diễm toàn bộ lực lượng ở cái này thời gian. Tiêu Viêm có tuyệt đối khống chàng năng lực, bao gồm cường như Kim Thiên Long, hắn như cũ vô pháp chống cự Bạch Diễm cường đại lực lượng. Toàn bộ thế giới đều bị Bạch Diễm mà bao phủ. Cơ hồ mọi người đều bị Bạch Diễm lực lượng cường đại hạ, thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bị hư cấu, trừ bỏ Cư Nguyên Bạch. Giờ phút này hắn đôi mắt sậu súc, ở Bạch Diễm chi tức hạ, hắn mặc dù ở cường đại, như cũ tâm thần chấn động, nếu là không chuyên chú xuống dưới, giống nhau sẽ bị khống chế. Tiêu Viêm lập tức bắt được thời gian này, nếu nói, Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài, trừ bỏ 3 cái Hỏa Diễm chi tâm đan chéo mà thành Phật Lửa Dẫn Liên ở ngoài, còn có một cái át chủ bài. Cơ hồ là cùng Phật Lửa Dẫn Liên không phân cao thấp, mà cái này át chủ bài, có lẽ còn ở Tiêu Viêm khống chế trong vòng. Ít nhất là Tiêu Viêm muốn giết ai, liền giết ai. Kia đúng là sơ đại lão tổ truyền cho hắn, Bất Động Linh Vương trận. Bạch Diễm nguyên bản càng nhiều năng lực là ở khống chế địch nhân phía trên, mà sơ đại lão tổ còn lại là sinh sôi đem Bạch Diễm khai phá ra như thế sát chiêu. Chẳng qua dùng ra này nhất chiêu lúc sau, Bạch Diễm sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, yêu cầu dài dòng thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng trước mắt Tiêu Viêm đã quản không được nhiều như vậy, hy vọng trận này có thể treo cổ Kim Thiên Long, nếu là có thể đem này diệt sát, đảo cũng có lời. Tiêu Viêm giấu tay biến ảo, Kim Thiên Long thức tỉnh lập tức khống chế thân thể hướng tới Tiêu Viêm lực tới, nhưng mới vừa đi 2 bước, Bạch Diễm chi tức cường đại lực khống chế hạ. Lại lâm vào linh hồn cùng thân thể phóng không trạng thái, thế cho nên hắn căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế chính mình thân thể đánh gãy hoặc là diệt sát Tiêu Viêm. Bạch Diễm, chuẩn bị tốt sao?
Lần này Sở Ngộ địch nhân đã vượt qua ta năng lực phạm vi, chỉ có ngươi mới vừa rồi có thể giúp ta hóa giải nguy cơ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tùy thời vì chủ nhân vượt lửa quá sông. Bạch Diễm thanh âm lập tức truyền ra, Tiêu Viêm tức khắc gian trong mắt đó là lộ ra quả cảm cùng kiên nghị. Vừa mở miệng, Bạch Diễm đó là từ trong đan điền lược ra, ở Tiêu Viêm trước mặt bộc phát ra cực đoan quang mang chói mắt. Tiêu Viêm giò ra tay đi, bàn tay vói vào Bạch Diễm căn nguyên bên trong, năm ngón tay mở ra, đó là hung hăng nắm chặt. Âm âm gian, Bạch Diễm căn nguyên ngọn lửa nháy mắt bùng nổ mở ra, Bạch Diễm chi tức là đem khống chế năng lực khai phá đến mức tận cùng. Có cực đoan khủng bố đàn khống năng lực, mà bất động linh vương trận đó là tại đây ở ngoài, thả còn có được cực cường lực sát thương. Không lưu dư lực, giết hắn liền có thể. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn phóng không kim thiên long, trong mắt sát khí nùng liệt tới rồi cực hạn. Bất quá nhưng vào lúc này, một bên Cư Nguyên Bạch đột nhiên mở mắt ra tới. Càng là ở toàn bộ giới không tất cả mọi người bị Bạch Diễm khống chế thời điểm, Cư Nguyên Bạch thân thể hơi hơi vừa động, Tiêu Viêm lập tức chú ý tới hắn. Mà Cư Nguyên Bạch còn lại là nhìn Tiêu Viêm, tức khắc lệnh Tiêu Viêm mày nhăn lại, Cư Nguyên Bạch có thể không chịu khống chế, tức khắc kinh hãi tới rồi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cẩn thận chuẩn bị dùng bất động linh vương trận chiều hắn thi triển, không ngờ Cư Nguyên Bạch phản một cái xem thường. Trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh, mà Cư Nguyên Bạch cách làm Tiêu Viêm rất là khó hiểu. Nhưng Tiêu Viêm không có quá nhiều suy tư thời gian, bất động linh vương trận lấy hắn hiện tại thực lực thi triển, thật sự quá mức miễn cưỡng. Nếu toàn bộ lực lượng có thể đem Kim Thiên Long diệt sát, kia đã là Tiêu Viêm ngoài ý liệu, cơ hồ không có bất luận cái gì dư lực còn có thể đi đối phó những người khác. Bạch Diễm căn nguyên ngọn lửa hướng tới Kim Thiên Long bao phủ mà đi, ngọn lửa tức khắc bao trùm này toàn thân, lúc này Kim Thiên Long thân thể đều là đốt cháy lên. Linh hồn càng là cảm thấy chợt lạnh chợt nhiệt, một loại màu trắng hắc ám không ngừng đem này linh hồn bao phủ, vô luận Kim Thiên Long như thế nào dãy dụa, lại đều không thay đổi được gì. Kim Thiên Long rất mạnh, nhưng hắn rốt cuộc còn chỉ là một cái đấu thần, mà Bạch Diễm chính là Hỏa Diễm chi tâm, trên thế giới tồn tại thần vật. Uy lực của nó không cần nói cũng biết, nếu không phải Tiêu Viêm thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ sợ chỉ dựa vào Bạch Diễm chi tức là có thể đem thế cục quay cuồng. Bạch Diễm từ Kim Thiên Long thất khiếu bên trong không ngừng chui vào, tức khắc gian Kim Thiên Long thân thể cũng là kịch liệt run rẩy lên. Theo thời gian trôi qua, trong thiên địa sở hữu Bạch Diễm toàn bộ đều dũng mãnh vào Kim Thiên Long thân thể giữa. Bốn phía ở trong nháy mắt tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy Kim Thiên Long thân thể tức khắc bạch quang vang khắp nơi. Từ hắn thất khiếu đã thân thể thượng các nơi, quang mang không ngừng tràn ra, phảng phất giờ phút này ở hắn trong cơ thể lại một vòng thiêu đốt ngọn lửa, nổ mạnh đang ở ấp ủ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Kim Thiên Long, miệng khẽ nhếch, một chữ phun ra, bạo. Một đạo nặng nề thanh âm từ Kim Thiên Long trong cơ thể truyền ra, vô số màu trắng ngọn lửa từ hắn ngũ tạng lục phủ xuyên thấu mà qua. Không chỉ có là này thân thể, còn có này linh hồn, đều là bị phòng ngoài mà qua. Màu trắng ngọn lửa tự Kim Thiên Long vì trung tâm lần thứ hai chợt lóe, giới không trong nháy mắt lần thứ hai lâm vào ban ngày giống nhau, rằng co thật lâu sau mới chậm rãi khôi phục. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn vẫn không nhúc nhích Kim Thiên Long, hắn thân thể phía trên vỡ nát, thoạt nhìn dường như đã là cái vật chết. Tiêu Viêm lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Diễm từ này trên người lực hồi Tiêu Viêm. Bạch Diễm căn nguyên hoàn toàn ảm đạm, tựa hồ giống như mất đi sức sống tiểu động vật, Tiêu Viêm nhìn Bạch Diễm lộ ra cảm kích chi tình. Vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm há mồm, Bạch Diễm bay trở về trong cơ thể. Nắn mệnh chi thuật thời gian cũng tới rồi, Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân không thể khâu chia lìa mở ra, nhìn giữa không trung vẫn không nhúc nhích Kim Thiên Long, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại. Từ hơi thở thượng, Kim Thiên Long sinh cơ tựa hồ đã cơ hồ tán loạn, cùng tử vong đã vô dị, rốt cuộc Bạch Diễm xuyên thủng không chỉ có là hắn thân thể, còn có linh hồn của hắn. Tiêu Viêm không có do dự, đầu ngón tay ngọn lửa bốc lên, giơ tay ánh lửa đó là hướng tới Kim Thiên Long lao đi. Vô luận Kim Thiên Long hay không còn có thể đủ thức tỉnh, Tiêu Viêm giờ phút này đem hắn thân thể hoàn toàn hủy diệt, mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng vào lúc này, ánh lửa liền phải chạm vào Kim Thiên Long thời điểm, đột nhiên, Kim Thiên Long lại là đột nhiên mở hai mắt. Thân thể phía trên tức khắc bộc phát ra mãnh liệt sinh cơ, lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ chữa trị hắn thân thể. Né tránh Tiêu Viêm ngọn lửa, ở Tiêu Viêm dần dần khiếp sợ trong ánh mắt, hắn hơi thở cực nhanh tăng trở lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm. Hảo quỷ dị thủ đoạn, quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, nếu không phải ta trong cơ thể có một quả chuyển sinh niết bàn đan, có lẽ hôm nay ta thật đúng là thua tại trong tay của ngươi. Kim Thiên Long lẩm bẩm nói, bất động linh vương trận kỳ thật thượng đã cơ hồ diệt sát Kim Thiên Long, nhưng Kim Thiên Long chính là Kim thị nhất tộc, muốn dễ dàng đem này mà sát, nói dễ hơn làm. Tiêu Viêm ánh mắt âm trầm, bởi vì hắn đã liệu đến, Kim Thiên Long không có khả năng như thế dễ dàng là có thể đem này giết chết, hơn nữa lệnh Tiêu Viêm trong lòng càng thêm kiên kỵ chính là nơi xa Cư Nguyên Bạch, ở Bạch Diễm chi tức hạ còn có thể thoát vây, thuyết minh Cư Nguyên Bạch thực lực có lẽ so Kim Thiên Long còn phải cường đại. Nhưng Cư Nguyên Bạch hành động còn lại là làm Tiêu Viêm không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng trước mắt Tiêu Viêm nghĩ nhiều cũng là vô tình. Bởi vì ngay cả Kim Thiên Long đều giết không chết, gì nói mặt sau còn có một cái người càng mạnh. Nhìn chậm rãi sống lại Kim Thiên Long, đối phương trong mắt lệ khí càng ngày càng thịnh, Tiêu Viêm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nói vậy mới vừa rồi như vậy chiêu số,
ngươi hẳn là thi triển không được lần thứ hai đi. Kim Thiên Long lạnh lùng nói, Tiêu Viêm không nói gì, lựa chọn trầm mặc, bởi vì lấy Kim Thiên Long cương tính, vô luận nói cái gì, Kim Thiên Long đều tất nhiên sẽ đối hắn ra tay. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng đã thản nhiên, không địch lại chính là không địch lại, bất quá Kim Thiên Long muốn giết chết Tiêu Viêm bản tôn. Cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì Tiêu Viêm trong cơ thể có bất diệt chi hỏa, liền tính hắn mà tiêu diệt Tiêu Viêm thân thể. Bất diệt chi hỏa cũng có thể đủ làm Tiêu Viêm trọng sinh, chẳng qua sẽ lãng phí Tiêu Viêm rất nhiều thời gian. Tiêu Viêm thời gian rất nhiều, nhưng thần hy thời gian đã không nhiều lắm, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng chỉ hận chính mình không đủ cường đại, đấu thần liên minh đại điện hạ liền đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Ha ha, nhìn dáng vẻ bị ta đoán trúng, một khi đã như vậy, kia liền đến phiên ta, mới vừa rồi cái loại này sống không bằng chết cảm giác, ta cũng muốn làm ngươi hảo hảo cảm thụ một phen. Nói Kim Thiên Long ánh mắt dần dần tà nhẫn lên, trên người nguyên khí bạch diễm mà diệt thứ nhất bộ phận, nhưng như cũ bàng bạc, ít nhất đối phó chỉ có 5 sao đấu thần trung kỳ Tiêu Viêm là dư giả. Kim Thiên Long thân hình lập tức vừa động, đó là bạo lực mà ra, tiếp tục tay cầm quan đao, hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tiên ma phân thân lược ra, này một đao trực tiếp bổ vào tiên ma phân thân phía trên, tiên ma phân thân thân thể rốt cuộc đạt tới cực hạn. Tức khắc gian, ngực phía trên xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, thân hình mất khống chế hướng tới mặt đất rơi xuống. Theo sau Kim Thiên Long đó là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, ở thật lớn thực lực chênh lệch dưới. Mặc dù Tiêu Viêm có được tôn thượng thân thể cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì tôn thượng thân thể lại cường, cũng cần phải có cũng đủ lực lượng cường đại đi khống chế. Thực hiển nhiên, Tiêu Viêm hiện giờ cũng không có, đối mặt mạnh hơn quá nhiều cường giả, hết thảy đều có vẻ trứng chọi đá, bất luận cái gì chiêu số đều là ở châu chấu đá xe. Năm sao đấu thần trung kỳ sao? Ngươi có thể khiêng hạ ta này một đao sao? Ha ha. Kim Thiên Long nhìn trước mặt như con kiến giống nhau Tiêu Viêm, phảng phất giờ phút này ở trong mắt hắn, Tiêu Viêm đã trở thành hắn đao hạ vong hồn. Kim Thiên Long không có tiếp tục vô nghĩa, hắn cũng không nghĩ xuất hiện cái gì biến cố, chém giết Tiêu Viêm đó là mục đích nơi. Lập tức Kim Thiên Long đó là nâng lên hắn quan đao, nguyên khí rót vào trong đó, một đao liền phải đem Tiêu Viêm trực tiếp diệt sát. Đối mặt Kim Thiên Long cường hãn công kích, Tiêu Viêm cũng không có ngồi chờ chết, lập tức đó là một bước bước ra. Không có nghi muộn, trực tiếp bộc phát ra toàn thân lực lượng, có 9 vạn phương lôi hải thêm vào. Tiêu Viêm thi triển chấn thần 7 đạp, lập tức đó là thi triển ra 4 đạp, đến nỗi thứ 5 đạp, liền tính Tiêu Viêm muốn mạnh mẽ thi triển, lấy hiện giờ thực lực cũng là vô pháp làm được. Giữa không trung, thật lớn hư ảnh cũng là hiện lên mà ra, Kim Thiên Long nhìn chiều hắn gào thét mà đến thật lớn bàn chân, lại là châm chọc cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn nhưng thật ra không ít, nhưng nội tình chi gian chênh lệch vẫn là ngươi vô pháp đền bù, xem ta một đao chấn vỡ ngươi này đó bất nhập lưu kỹ xảo. Kim Thiên Long lạnh giọng nói, nhìn giữa không trung mà đến thật lớn bàn chân, trong tay quan đao đó là cắt qua hư không, hướng tới Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp hung hăng vung lên. Thật lớn thanh quang phóng lên cao, tức khắc gian đó là cùng Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp oanh kích ở cùng nhau. Hai người tức khắc gian đó là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang hướng tới bốn phía thổi quét khuếch tán. To lớn thanh thế lệnh ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú qua đi, chỉ thấy ngập trời thanh quang lấy cường hãn tư thái oanh ở thật lớn chân ảnh phía trên. Thanh âm không ngừng vang vọng, hai người đều là cứng lại, đối kháng giữa, Kim Thiên Long lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, giơ tay lại là một đao chém ra. Theo Kim Thiên Long trường đao, lần thứ hai là một đạo thanh quang phóng lên cao, oanh hướng về phía Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp. Tức khắc Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp bỗng nhiên run lên, lại là ở Kim Thiên Long công kích hạ xuất hiện băng tán chí. Kim Thiên Long đệ tam đao liên tiếp chém ra, ở hắn cuồng tiếu bên trong, Tiêu Viêm chấn thần 7 đạp ầm ầm vỡ vụn. Xem ra, này hẳn là chính là ngươi mạnh nhất chiêu số đi, nếu chỉ thế mà thôi nói, ta tưởng ngươi cũng không cần thiết dãy dụa, chịu chết đi. Kim Thiên Long lập tức đó là lạnh lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm, cùng lúc đó cường đại nguyên khí uy áp lần thứ hai hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Một cổ cường đại uy áp thổi quét Tiêu Viêm, lập tức làm Tiêu Viêm cảm giác được thân thể của mình đều là trầm xuống, năm sao đấu thần trung kỳ, 160 vạn nguyên khí nội tình. Mặc dù phiên bội cũng chỉ có 320 vạn, cùng Kim Thiên Long phía sau 8000 vạn nguyên khí nội tình so sánh với, giống như ánh nến cùng hạo nguyệt chi biệt. Kim Thiên Long thân hình lập tức vừa động, đó là hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đến, trong tay trường đao lôi cuốn sắc bén hơi thở, hung ác vô cùng hướng tới Tiêu Viêm lực tới. Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thập tuyệt yêu viêm cuối cùng nguyên khí nội tình thêm vào hạ. Tiêu Viêm miễn cưỡng có 1000 vạn nguyên khí nội tình, không hề giữ lại dũng mãnh vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích giữa. Phệ Viêm sấm đánh thước. Biết rõ không địch lại, nhưng Tiêu Viêm từ đầu chí cuối không có lựa chọn nhận thua, chỉ có chết trận, Tiêu Viêm từ điển nhưng không có nhận thua hai chữ. Châu chấu đá xe, Kim Thiên Long hừ lạnh một tiếng, quan đao tận trời mà hàng, hướng tới Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Tức khắc gian đó là cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích va chạm ở cùng nhau, ngọn lửa cùng lôi đình đan chéo Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là đột nhiên cứng lại. Nhưng chỉ là cứng lại, Tiêu Viêm đôi tay hung hăng ổn định Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cánh tay hắn đều đang run rẩy, cứ việc như thế, Tiêu Viêm cũng không có dễ dàng bị thua. Cho đến cánh tay phía trên truyền đến nứt xương tiếng động, Tiêu Viêm mới biết được, chênh lệch thật sự quá lớn. Đồng dạng đều là đấu thần,
nhưng nguyên khí nội tình lại là khác nhau như trời với đất, căn bản vô pháp đền bù. Bát Hoang Huyền Trọng Xích cuối cùng rời tay, hung hăng nện ở Tiêu Viêm ngực thượng, lệnh Tiêu Viêm thân hình đảo bắn, đồng thời ngực một buồn, một mồm to máu tươi phun ra. Kim Thiên Long lập tức một bước bắn ra, bàn tay giò ra, lập tức liền bắt được thân hình sau này đảo bắn Tiêu Viêm. Không hề do dự, lần thứ hai một quyền oanh ra, trực tiếp đánh vào Tiêu Viêm ngực phía trên. Ẩn chứa hắn bàng bạc nguyên khí một quyền, nháy mắt liền lệnh Tiêu Viêm ngực xương ngực toàn bộ vỡ vụn, nội tạng rách nát. Này một quyền càng là lệnh Tiêu Viêm thất khiếu đổ máu, một mồm to máu tươi phun ra, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Thân hình lần thứ hai đảo bắn, Kim Thiên Long nhìn chật vật Tiêu Viêm, hắn bàn tay lúc này đây trực tiếp nắm Tiêu Viêm đầu, nhìn một màn này, Kim Thiên Long ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu. Ha ha, hảo một cái tôn thượng chuyển thế. Trong lời đồn chính là thần hy thế giới mạnh nhất người, không nghĩ tới hôm nay ở ta Kim Thiên Long trong tay, yếu ớt như một cái con kiến giống nhau. Bất kha một kích, Kim Thiên Long hài hước nhìn trước mặt vô pháp nhúc nhích Tiêu Viêm, còn châm chọc mở miệng, giờ phút này hắn như không lo lắng phát sinh cái gì biến cố. Ít nhất thoạt nhìn đã phát sinh không được cái gì biến cố, hắn năm ngón tay vừa động là có thể niết bạo Tiêu Viêm đầu. Bị thương nặng Tiêu Viêm sau, muốn mặt sát đó chính là trong khoảnh khắc sự tình, lúc này hắn trêu chọc Tiêu Viêm phảng phất nội tâm được đến cực đại thỏa mãn cảm. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ cường đại linh hồn chi lực chiều hắn vào tới, Tiêu Viêm cũng là cảm nhận được, lập tức chuyển động ánh mắt, dùng linh hồn truyền âm. Hạ Tăng Huy, không thể. Tiêu Viêm tê tâm liệt phế, dùng linh hồn truyền âm làm Hạ Tăng Huy không cần công kích Kim Thiên Long, ít nhất như vậy còn có một đường sinh cơ. Nhưng Hạ Tăng Huy ánh mắt dứt khoát kiên quyết, kiên nghị ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Tiêu thiếu, ngươi này liền không trượng nghĩa, chịu chết há có thể thiếu huynh đệ ta. Hạ Tăng Huy trên mặt hiện ra một mặt mỉm cười, Tiêu Viêm nhìn ở xa Hạ Tăng Huy, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, không biết vì sao, phía trước Tiêu Viêm cảm thụ không đến Hạ Tăng Huy trên mặt xoáy khí. Thẳng đến giờ phút này, Tiêu Viêm lại là cảm thấy, Hạ Tăng Huy phảng phất là trên thế giới này nhất xoáy nhất khốc nam tử. Ngươi thật vất vả mới sống lại, con đường này ta chính mình đi liền có thể, đi bồi ngươi nữ nhân, đừng bồi ta ngại ghê tởm. Tiêu Viêm còn lại là lập tức truyền âm cấp Hạ Tăng Huy, người sau đó là ha ha cười. Cường đại linh hồn chi lực không có bất luận cái gì lệch lạc hướng tới Kim Thiên Long bao phủ mà đi, tức khắc gian Kim Thiên Long ánh mắt trầm xuống. Đó là nâng tay, giữa không trung mấy đạo thân ảnh đó là lực ra, đều là đến từ đấu thần liên minh cường giả, hướng tới Hạ Tăng Huy thổi quét mà đến. Lấy Hạ Tăng Huy thực lực, sao có thể sẽ là đấu thần liên minh này một chúng cường giả đối thủ. Kim Thiên Long, buông tha hắn nhưng hảo. Tiêu Viêm tức khắc nhìn về phía trước mặt lộ ra cười giữ tượng Kim Thiên Long, vẫn luôn chiến đấu đến bây giờ Tiêu Viêm. Mặc dù biết được hai bên tồn tại hồng câu chi biệt, nhưng Tiêu Viêm chưa bao giờ phục quá mềm. Nhưng Hạ Tăng Huy xuất hiện, Tiêu Viêm còn lại là mở miệng hướng Kim Thiên Long xin tha. Tiêu thiếu, ta biết ngươi có được vô cùng cường đại thân phận, như thế nào có thể hướng hắn xin tha, Hạ Tăng Huy kiếp sau còn cùng ngươi làm huynh đệ đó là, gì sợ vừa chết. Hạ Tăng Huy nổi giận nói, đối mặt chiều hắn lược tới mấy đạo thân ảnh, Hạ Tăng Huy không hề sợ hãi, cường đại vực cảnh linh hồn chi lực tại đây một khắc không hề giữ lại tất cả bùng nổ. Chiều hắn lược tới mấy người, tức khắc thân hình ngẩn ra, trong mắt lại là xuất hiện mê võng. Nhưng thực mau lại khôi phục thanh minh, tay cầm vũ khí, nhìn Hạ Tăng Huy ánh mắt đã là tràn ngập nồng đậm sát khí. Bởi vì đây là bọn họ lập công cơ hội, ai đều tưởng tự mình chính tay đâm Hạ Tăng Huy, ở bọn họ trong mắt, một cái đầu tiên, nhất chiêu là có thể dễ dàng đem này đánh chết. Quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, trọng tình trọng nghĩa, như thế con kiến giống nhau sinh mệnh. Thế nhưng sẽ đáng giá làm ngươi thế hắn cầu tình, nhưng thật ra thú vị, nếu hắn đã chết ngươi có thể hay không càng tức giận đâu. Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm, đối mặt Tiêu Viêm thỉnh cầu hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là muốn nhìn một chút Hạ Tăng Huy bị giết lúc sau, Tiêu Viêm sẽ có cái gì biểu tình. Bị nắm đầu Tiêu Viêm trơ mắt nhìn Hạ Tăng Huy bị đấu thần liên minh mấy người vây công, hắn lại vô năng uy lực. Bất quá nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh tới gần Hạ Tăng Huy thời điểm, chỉ thấy hư không giữa mấy đạo lôi đình du tẩu mà đến. Lập tức đó là oanh ở hướng tới Hạ Tăng Huy công kích mà đến mấy người trên người. Bị lôi đình đánh trúng một chúng thân ảnh, đó là thân hình cứng lại, rồi sau đó phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Liên tính không chết, cũng là người bị thương nặng, một đạo bóng hình xinh đẹp thình lình xuất hiện. Này nói bóng hình xinh đẹp đúng là Lôi Cơ vẫn luôn đều đang bế quan, nếu không phải là cảm nhận được đột nhiên xuất hiện cường đại hơi thở. Chỉ sợ giờ phút này nàng đều còn đang bế quan tu luyện, nàng khôi phục nguyên khí tốc độ quá chậm bởi vậy nàng cần thiết hao phí càng nhiều thời giờ ở nguyên khí phía trên. Ở nàng nỗ lực hạ, này nguyên khí nội tình cũng là đi tới 1000 vạn, đạt tới lục tinh đấu thần hậu kỳ nông nỗi. Bất quá cùng thất tinh đấu thần đỉnh Kim Thiên Long so sánh với, như cũ có cực đại chênh lệch. Thế nhưng còn có một vị, nhìn dáng vẻ thực lực của nàng còn ở nguyên phía trên. Kim Thiên Long thấy hiện thân Lôi Cơ sau, đó là nhướng mày nói. Lôi Cơ nhìn về phía Tiêu Viêm, mày liễu hơi nhíu, đó là không tức giận nói, vì sao không cho ta biết. Nghe vậy Tiêu Viêm chỉ phải là cười khổ một tiếng, đối mặt như thế cường giả, nếu hắn đều giải quyết không được, Lôi Cơ thực lực còn không có khôi phục. Liên tính nàng tới cũng là không làm nên chuyện gì,
thậm chí khả năng cùng hắn cùng nhau chết trận ở chỗ này, cho nên Tư Viêm không có đánh thức bế quan Lôi Cơ. Buông ra hắn, Lôi Cơ trên người cường đại hơi thở đó là bùng nổ mở ra, thân hình phía trên lôi đình hiện ra, đó là chuẩn bị hướng Kim Thiên Long phát động tiến công. Cư Nguyên Bạch, ngươi sửng sốt làm cái gì, còn không ra tay đem nàng ngăn lại. Cảm nhận được Lôi Cơ trên người cường đại hơi thở, tuy rằng nguyên khí nội tình có lẽ còn không đủ để với hắn xứng đôi, nhưng Lôi Cơ nhìn như không chớp mắt thân hình. Lại là tản ra cực đoan cường hãn thân thể dao động, cường đại khí huyết làm Kim Thiên Long cũng là mí mắt hơi hơi nhảy dựng. Vẫn luôn ở vào phía sau bảo trì bất động Cư Nguyên Bạch, đây mới là chậm rãi tiến lên đây, hắn khoanh tay mà đến, cũng không có ra tay. Chỉ là tản mát ra hắn hơi thở, tức khắc gian, Lôi Cơ đó là đôi mắt co rụt lại, này cổ vô hình lực lượng lập tức đó là đem nàng áp chế. Chịu chết đi Tiêu Viêm. Kim Thiên Long nhìn về phía Tiêu Viêm, năm ngón tay đó là đột nhiên dùng một chút lực, đó là muốn đem Tiêu Viêm đầu sinh sôi niết bạo. Một đạo hàn quang, lấy cực nhanh tốc độ, cơ hồ là mắt thường đều không thể phát hiện tốc độ, chợt lóe mà qua. Tiếp theo nháy mắt đó là oanh một tiếng, ở Tiêu Viêm cùng Kim Thiên Long dưới chân, toàn bộ mặt đất ầm vang nổ vang. Một đạo chỉnh tề cái khe nháy mắt bị cắt ra, cả cái đại lục giống như một khối bánh kem giống nhau, lề sách cực kỳ san bằng, sinh sôi cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Kim Thiên Long đôi mắt lại cũng là chợt co rụt lại, hóa thành lỗ kim lớn nhỏ, rồi sau đó hơi hơi dùng mình. Chỉ thấy cánh tay hắn thượng bỗng nhiên máu tươi bốc lên, nắm Tiêu Viêm đầu cánh tay suy lạp một tiếng, trực tiếp tách ra. Kim Thiên Long lập tức trong mắt xuất hiện một mặt tàn nhẫn, hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tình huống như vậy lại nói cho hắn. Chỉ sợ hắn đã mất đi mặt sát Tiêu Viêm thời cơ tốt nhất, một cái tay khác thượng quan đao lực tới, bàng bạc nguyên khí rót vào trong đó, bằng mau tốc độ hướng tới Tiêu Viêm chém qua đi. Quan đao rơi xuống, nhưng cũng không có như Kim Thiên Long mong muốn bổ vào Tiêu Viêm trên người, mà là bộc phát ra kim thiết va chạm tiếng động. Quan đao phía dưới chính là một cái kim sắc tấm chắn dưới một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chắn Tiêu Viêm trước mặt. Ở này trong tay càng là có một thanh đoản kiếm, tựa hồ mới vừa rồi kia sắc bén cắt bỏ Kim Thiên Long cánh tay một kích, đó là chuôi này đoản kiếm thi triển mà ra. Đi cứ như vậy cấp làm cái gì, làm hại chúng ta thiếu chút nữa không đuổi kịp. Một đạo quen thuộc thanh âm ở Tiêu Viêm bên tai vang lên, giờ phút này Tiêu Viêm ổn định thân hình. Bộ dáng lực hiện chật vật, theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi mà đến, trên mặt treo đầy tươi cười. Thân ảnh đúng là đuổi sát sau đó Lôi Bách, mà ra tay cứu Tiêu Viêm còn lại là nữ võ thần Võ Thiên Du. Tuy rằng Võ Thiên Du nói chuyện trực tiếp một ít, nhưng đến đấu đế đại lục lúc sau, nàng đó là bằng mau tốc độ đuổi tới, hơn nữa không chút do dự ra tay, cứu Tiêu Viêm. Xin lỗi, là ta thất thố, lúc ấy cũng là lòng nóng như lửa đốt, đó là cố không được nhiều như vậy. Tiêu Viêm cười khổ nói. Không ngại, phía trước ngươi đã cứu chúng ta, ngươi ở phía sau hảo sinh tu dưỡng thương thế, kế tiếp giao cho chúng ta liền có thể. Lôi Bách nói, đôi tay năm ngón tay đã chậm rãi buộc chặt, nhìn về phía kết thúc rớt một cánh tay sau, lại lần nữa sinh trưởng mà ra Kim Thiên Long. Giờ phút này Lôi Bách nhìn Kim Thiên Long ánh mắt, liền phảng phất mới vừa rồi Kim Thiên Long nhìn Tiêu Viêm giống nhau. Ánh mắt giữa toàn là hài hước, bất quá lúc này, Lôi Bách bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Võ Thiên Du. Ngượng ngùng, hắn là ngươi con mồi. Lôi Bách khờ khạo cười, Võ Thiên Du tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm, tựa hồ liền không có nàng sẽ không dùng vũ khí. Loại này nhân vật, ai sát đều giống nhau, không đã ghiền. Võ Thiên Du còn lại là lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền vào Kim Thiên Long trong tai, người sau sắc mặt một bạch, ánh mắt có chút hoảng sợ đánh giá này hai người, nói ra nói càng là cực kỳ khinh thường. Kia đến tục cùng là ngươi sát vẫn là ta sát? Lôi Bách không biết Võ Thiên Du muốn biểu đạt cái gì, bất quá nhưng vào lúc này, Kim Thiên Long biết được tình huống đã vượt qua hắn khống chế phạm vi, lập tức đó là thân hình sau này đảo bắn. Cư Nguyên Bạch yểm hộ ta, mọi người lui lại. Kim Thiên Long lập tức sau này đảo bắn, đã có thể ở hắn sau này đảo bắn thời điểm. Cư Nguyên Bạch còn lại là bỗng nhiên giơ tay, một cổ lực lượng sinh sôi đem lùi lại Kim Thiên Long cấp ngăn cản xuống dưới. Đại điện hạ hướng nơi nào chạy, chúng ta tới nơi này nhiệm vụ còn không có hoàn thành, liền như vậy trở về nói. Chỉ sợ không có biện pháp hướng Kim Vô Dã phó minh chủ báo cáo kết quả công tác a. Cư Nguyên Bạch vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, Kim Thiên Long đại kinh thất sắc. Này hai người ngươi không quen biết sao? Tiếu Diện Hổ Lôi Bách cùng nữ võ thần Võ Thiên Du. Ta chờ không phải bọn họ đối thủ a. Kim Thiên Long nhận ra Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, đó là quát lớn. Tiếu Diện Hổ, cái này ngoại hiệu là thật có chút không dễ nghe, chẳng lẽ thích cười cũng có sai sao? Nguyên bản còn cợt nhả Lôi Bách, nghe nói cái này xưng hô lúc sau, kia trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, ngược lại. Một bên Võ Thiên Du trước sau như một băng sơn khuôn mặt, khóe miệng lại là hơi hơi giơ lên, tựa hồ đối Lôi Bách cái này ngoại hiệu nàng nhưng thật ra vừa lòng thực. Điện hạ, đánh đều không có đánh quá, ngươi như thế nào biết được không địch lại đâu? Thân là đấu thần liên minh đại điện hạ, bất chiến mà lui nói, làm đấu thần liên minh mặt mũi gì tồn? Cư Nguyên Bạch thanh âm không nhanh không chậm nói. Cư Nguyên Bạch, ngươi cái lão thất phu là điên rồi sao? Kim Thiên Long nộ mục trợn lên đối với Cư Nguyên Bạch nổi giận nói. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 19 đấu phá thương khung.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.